Ngoài thức ăn đóng bao, cám gạo, cám ngô, bà con chăn nuôi vẫn luôn phải bổ sung nguồn cung cấp chất xơ từ các loại rau cỏ cho vật nuôi, giúp cho quá trình tiêu hóa được hấp thụ tốt nhất. Hiểu được nhu cầu cấp thiết của người chăn nuôi, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình An đã cho ra đời dòng sản phẩm máy băm chuối đa năng phiên bản cải tiến 2020. Máy băm chuối đa năng nay đã được trang bị thêm tay cầm kéo đẩy và hệ thống bánh xe di chuyển linh hoạt, giúp quá trình di chuyển của máy dễ dàng hơn trước rất nhiều. Máy có chức năng chính là băm nhanh, băm nhỏ thân cây chuối, thân cây ngô, cỏ voi, ngọn mía, lục bình, rau muống và nhiều loại rau cỏ khác, tạo nguồn thức ăn xanh bổ sung dưỡng chất cho vật nuôi. Toa nạp dạng màng hứng tiện lợi, có thể băm nhanh, băm nhỏ thân cây chuối có đường kính lên tới 16cm. Như bà con đang quan sát thấy, chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, thân cây chuối đã được băm nhuyễn nhỏ đến ngạc nhiên. Máy sử dụng nguồn điện gia đình là 220V, động cơ hoạt động là 3kW của hãng Toàn Phát, 100% lõi đồng, cho nguồn năng suất gia tăng từ 500 đến 1.000kg trên giờ, phù hợp với các hộ chăn nuôi gia đình, các nông hộ chăn nuôi vừa và nhỏ. Khi sở hữu dòng máy băm chuối đa năng phiên bản 2020 này sẽ giúp cho bà con phát triển được mô hình chăn nuôi một cách nhanh chóng. Ngoài ra khi mua máy trực tiếp tại xưởng sản xuất, bà con vẫn được tặng kèm một con dao to thay thế trị giá là 200.000. Đối với các hộ chăn nuôi cá, có thể vận chuyển máy trực tiếp phun thẳng nguyên liệu trên bề mặt ao cho cá ăn. Phần lắp cửa xả có thể điều chỉnh gập lên xuống để điều chỉnh độ phun xa gần của nguyên liệu. Và đây là thành phẩm ra chất lượng có thể cho vật nuôi ăn luôn. Thân cây chuối đã được băm nhỏ, cùng với đó là cỏ voi, thân cây ngô, rau khoai, rau bèo tây. Buồng làm việc của máy được khóa chặt nhờ 4 khóa chốt cài. Khoang làm việc bao gồm một da thái to hai lưỡi làm bằng thép rèn sắc bén và 14 da băm nhỏ làm bằng chất liệu inox chống hao mòn axit từ rau cỏ. Mua hàng trực tiếp tại công ty Bình An, quý khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành máy trong 6 tháng, nhận giá máy niêm yết tại xưởng sản xuất. Vậy tại sao quý vị còn không nhanh tay liên hệ đặt hàng với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời?